hôm nay mình xin giới thiệu cái quán bún thịt nướng, nem nướng chả giò của cô Nga ở số 6 đường Trần Khắc Trân, phường Tân Định, quận 1. Buổi trưa quán rất là đông khách, cô Nga nè, rồi những cái người phụ quán đang tất bật để bán cho khách. Họ với nem nướng được xếp trong một cái tủ kính này. Cái này bán ba đời rồi. Ba đời rồi đấy. Ba đời là được bao nhiêu năm rồi ạ? Một mình tôi không là 13 năm rồi đó. 13 năm, vậy là chắc là lâu lắm rồi ha. Cứ nghĩ đi, một mình tôi không là 13 năm rồi. Còn này chưa tính bà già với lại bà ngoại nữa, ba đời rồi đó. Dạ. Đây là cái cảnh nướng thịt nè. Thịt nướng với nem nướng thôi ha. Đầy đủ luôn á chị, đầy đủ. À đầy đủ luôn, có cả chả giò nữa. À, đây bà chị. Bà chị hả? Chị em mà một có 2 lít đó. Chị em để bán có 2 lít. Đây là mấy chị em cùng nhau buôn bán. Lát có 2 ba người về nữa, đi học về nữa. Ở 7 năm thôi. Ở đây là chú cột. Chú cột á. Đây ông chủ nướng thịt với lại nem nướng này. Cái quán bún thịt nướng của cô Nga là mấy chị em buôn bán với nhau chứ không có thuê người ngoài. Đây là những chị em của cô Nga này. Cô Nga là cái cô áo trắng đang làm bún đó. Còn mấy anh chị mà ngồi bên dưới cũng đều là anh chị em của cô Nga hết. Cô Nga cổ rất là dễ thương nha, cổ cười miết à. Ở đây một phần bán còn dễ thương nữa là thời á, chắc khách bỏ đi hết. Ở đây một phần bún thịt nướng là 25.000. Còn nem nướng là bán bao nhiêu một phần vậy chị Nga? 35.000. 35.000. Dạ. Từ 11 giờ trưa cho đến 5 giờ nửa chiều. Ăn đi nha. Em con nhiều bún không để chả giò. Đây là những thực khách quen của chị Nga nè. Bữa nay không ăn cái giò, chị ơi có cái giò nữa.
cả là 5 cây, hai thịt nướng, hai nem nướng. Đó, tất cả một tô là 5 cây, 5 cây đồ nướng. Nếu mà ai không ăn cá giò thì được sẽ được cho thêm thịt nướng nữa. Đây là nước mắm chua ngọt ăn với đồ chua. Nướng này có cái đặc biệt đó là ăn thịt nóng cho nên nó rất là ngon. Bù lại là chủ quán phải ngồi nướng thịt giữa trời nắng nè, vất vả lắm á. Mấy chỗ khác thì họ cho ăn thịt đã nướng sẵn rồi. Hai hộp đầy đủ. Thịt nóng nướng tại chỗ thì lúc nào cũng hấp dẫn hơn, cho nên là quán này đông khách, thu hút khách cũng có cái lý do của nó. Salad với lại giá đầy đủ, các loại rau thơm nữa đầy đủ. Ở đây toàn là người nhà của chị Nga không à. Đó, chị Nga mặc áo trắng á, rồi người chị là mặc áo hồng. Cái anh ngồi nướng thịt ở dưới đây cũng là anh của chị Nga. Cái chị nướng thịt ở ngoài đó là chị dâu luôn á. Rồi thêm mấy chị em trong nhà phụ nữa, nhưng mà hôm nay vắng mặt. Buổi trưa khách ghé rất là đông, quán bán từ 11 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Mình có chi nhánh không vậy anh? Ngoài bán tại chỗ thì quán còn có giao hàng nữa, cho nên là không có mở thêm chi nhánh. Được ướp với lại gia vị rất là kỹ, rồi nướng lên trên cái bếp than như vậy đó, cho nên là đảm bảo lúc nào cũng nóng và hấp dẫn. Đúng luôn á, muốn con vợ. Thịt này là mình ướp trong thời gian bao lâu vậy chị? Thôi chị Nga à, chị Nga là người tẩm ướp chế biến ha. Cái chị ngồi ngoài là chiên nướng thịt nè, còn anh ở bên trong đây là nướng nem nướng. Rồi, con giờ con đây con. Sẽ được mở lên trên cái tủ kính rất là sạch sẽ. Bên trong là hai chị em của cô Nga thay phiên nhau làm bún.
chị hồi nãy chị bận rồi đó, nên bây giờ anh này anh sẽ nướng thế. Đường Trần Khắc Chân của phường Tân Định quận 1, từ theo cái hướng mà chợ Tân Định đi xuống khoảng mấy trăm mét đó, ở bên tay phải số 6 Trần Khắc Chân sẽ có cái quán bún thịt nướng chả giò của chị Nga. Thịt nướng, nem nướng và chả giò của chị Nga bán từ 11 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Ở đây có một cái đặc biệt đó là thịt nướng và nem nướng luôn được nướng nóng ăn tại chỗ, cho nên là rất là nóng, đảm bảo cái thịt luôn nóng và hấp dẫn thực khách. Đó, khi vừa bước chân vô sẽ thấy mấy anh chị ngồi nướng thịt ở ngay trước cửa quán này. Thịt và nem nướng ở đây được ướp rất là kỹ, ướp qua đêm sau đó sẽ nướng trên cái lửa than này. Đem đi giao tận nơi cho khách từ 4 hộp trở lên. Với những cái dịch vụ ship hàng khác thì khách đến quán ăn rất là đông. Em đi ăn nhiều nhưng mà em cũng ít thấy quán nào nướng tại chỗ như vậy á. Thường thì họ nướng sẵn hả chị? Nướng lò với ba. Ở đây thối nó cắt lại. Đây thường nó cũng sống hoài. Dạ, chị biết cái lò này mua đâu đó đâu, có đi gặp. Như anh chị nói là cái lò mà nướng ở dưới, lò than nướng ở dưới là phải đi đặt theo ý của gia đình á. Vậy ra tiệm có chất liền luôn. Rồi cái đó phải đi đến mấy cái tiệm mà cái mẫu em theo chứ còn nói. Tiệm inox mình đặt ha. Mà nướng vậy nè, thấy không? Miếng thịt nó nóng mà nó hấp dẫn ha. Chứ nướng mà mình để nguội thì ăn nó cũng không có được ngon bằng. Đây là cái món ăn gia truyền mà do bà ngoại hay bà nội của chị Nga truyền lại, bà ngoại của chị Nga để lại. Ngoại mình gốc Sài Gòn luôn chị ha. Đây là một trong những cái món ăn của người Sài Gòn. Bún thịt nướng, một cái món ăn rất phổ biến của người Sài Gòn mà do chính bà ngoại của chị Nga truyền lại, cho nên là nó đảm bảo cái hương vị của truyền thống. Thường thì em thấy là những cái gia đình mà bán đồ ăn gia truyền á, có thể con cháu đông họ sẽ mở thêm chi nhánh đó chị, nhưng mà ở đây là những anh chị em rất là thuận hòa với nhau nè, buôn bán chung một cái địa điểm. Món ăn ngon truyền thống của Sài Gòn được truyền qua ba đời vẫn giữ cái hương vị như ngày xưa tới giờ. Với giá rất là phải chăng, một phần bún nướng chỉ có 25.000 đồng. Để giúp cho thực khách có được cái món bún thịt nướng ngon nhất á, thì mấy anh chị ở đây là ngồi nướng thịt dưới trời nắng nè. Mấy bữa Sài Gòn mà nóng 36, 37 độ á, nóng kinh hoàng luôn. Đứng không còn thấy nóng nữa, nói chi là ngồi bên cái lò than.
nào đâu ha chị? Có ngày 9 ngày Tết. Ngày 9 ngày Tết. Còn những ngày trong năm là bán suốt, liên tục. Ở đây cô chú này làm rất ngon. Dạ. Ăn rất ngon. Từ miếng thịt nước mắm cao ăn rất ngon. Dạ. Rồi bác ăn ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ? Không biết bao nhiêu năm rồi, ăn lâu lắm là mới quen luôn á. Mà không lợi ngày nào là cũng nhắc đó. À. Cái cô này nè. Hầu như ngày nào cũng ăn đó. Ngày nào cũng ăn hết. Chà, khách đúng là khách ruột luôn á. Ở giữa trung tâm với lại một cái món ăn truyền thống mà giá 25.000 thì cũng hợp lý ha bác. Hợp lý, đúng rồi. Chứ phần nó ngay nó ngon. Dạ. Rất là ngon. Cái mặt bằng của quán hơi nhỏ cho nên là được khoảng 5-6 cái bàn thôi à. Bữa trước ha, chị biết em là hàng đặt của em là một ngày là mấy trăm hộp. Hàng đặt không một ngày là mấy trăm phần rồi đó. Giao qua mấy hộp mà em giao. Xa quá. Trước đây là có những công ty đặt của bên mình. Có. Công ty ở gần đây ha. Ngàn ngẫu thôi. Nói chung là hàng nặng có. Hàng rồi công ty. Dạ. Nói chung là các cái công ty doanh nghiệp gần đây là họ ăn rất là nhiều đó. Như bữa nào ăn liên quan là người ta cũng đặt đó. Sinh nhật rồi đó. Công ty mà sinh nhật á. Mà mỗi em hộp vậy á. Uống vô hộ. Sinh nhật cái bài ra. Không mà cuốn bánh chén là vui hơn. Ngồi cuốn bám. Cái món nem nướng là được ướp sẵn cái gia vị này. Rồi khi mà bắt đầu nướng là chị Nga, chị sẽ bỏ lên cái cây tre đó để nướng. Hai người, chị không phải. Nhiều là khách nước ngoài ghé đây ăn nhiều lắm ha anh? Nói chung là có bữa, là nhầm bữa thì khách nước ngoài nó vô mà. Chắc họ cũng coi ở trên mạng đó. Giới thiệu á. Ngoài cũng đặt hàng em á chị. Đó lâu lâu kéo băng tới ăn, không phải tới đặt nhà. Nó làm mỗi lần đặt năm sáu chục hộp chứ được gì sao. Chuẩn bị mỗi buổi trưa chiều khách rất là đông cho nên là quán làm sẵn những cái bịch nước mắm chua ngọt để sẵn ở đây. Chuẩn bị mấy cái món thịt nướng này có mất nhiều thời gian không chị Nga? Có chứ, hai buổi sáng là hai vợ chồng em là 4:30 dậy giờ đó. Có hai vợ chồng em làm thôi đấy. Rồi đến buổi trưa thì các chị mới phụ. Buổi trưa thì mấy chị đi làm về ghé vô. À, tranh thủ buổi trưa. Còn thời gian còn lại là vẫn đi làm công việc chính. À. Chủ yếu là trưa về mỗi chị nào đi làm về rồi ghé vô đây hết. Chiều cái phần chị nào chị đó lấy đi. À, thêm mấy người em nữa ha. Mấy người em đi học đại học nữa. Buổi trưa, buổi chiều khi đi học về thì cũng ghé chị Nga để phụ. 25 thôi tiền không anh ơi. Đặt hàng thì hả lụng lực, mọi người ở nhà nghỉ làm. Rồi làm rồi. Không lấy này hả anh? Ủa anh nay sao mày về sớm hả? Anh coi vậy để cho cô chú đi
Trời ơi, lát hỏi bà không dám tí bà đang về rồi. À, bà chơi cày quá. Còn bánh xong mà bà đã về mất rồi.